chào mừng tất cả các bạn cùng quay trở lại với hàn quốc Rang trên kênh thì mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều các video để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tự học tiếng hàn tất nhiên là không tránh khỏi những cái sai sót những cái nhầm lẫn tuy nhiên thì rất mong các bạn thông cảm nhé chúng ta có thể học được cái gì ở trên kênh cái gì mà chúng ta thấy chưa được các bạn có thể trao đổi lại với mình để lại cái comment để mình có thể biết và mình chỉnh sửa trong quá trình vừa chia sẻ thì mình cũng vừa học vừa thay đổi vừa sửa đổi rất là nhiều về phát âm hoặc là về những cái lỗi kiến thức thì mình cũng tự nhận là mình không không tránh khỏi được những cái lỗi sai và mình cũng mong muốn rằng nếu như các bạn khi mà xem video các bạn thấy video hữu ích ý, thì các bạn đừng quên nhấn một nút like một nút chia sẻ video về trên facebook hoặc là trên zalo cái việc làm của các bạn tuy rất là đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian gì cả Tuy nhiên thì giúp ích rất là nhiều cho mình trong quá trình mà mình phát triển kênh Tạo cái động lực rất là lớn để mình tiếp tục ra những video khác hữu ích hơn, chất lượng hơn Cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu như các bạn nhấn like, nhấn chia sẻ video Và quay trở lại với bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào giáp câu tập số 85 Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nói là nhân tiện hoặc là nhân thể hoặc là tiện thể Ví dụ trong tiếng Việt các bạn nói là nhân tiện đến đây thì tôi cũng muốn gặp bạn hoặc là uh, tiện thể đi công tác Hàn Quốc thì tôi cũng muốn đi du lịch nữa hoặc là um, tiện thể đến siêu thị để mua rau thì tôi cũng mua bánh mì nữa Tức là trong quá trình làm cái việc này thì tiện thể hoặc là nhân đó các bạn cũng thực hiện tiếp một cái hành động khác Trong tiếng Hàn các bạn sẽ có cấu trúc đó là thùng xả động từ gắn với ưng hoặc là ni hoặc là nin kì mề mà nghĩa là nhân tiện, nhân thể, tiện thể. Trước khi đi vào lắp ráp thành từng câu hoàn chỉnh, mình lưu ý một chút về cái cấu trúc này. Các bạn sẽ có cái cấu trúc này thể hiện cái việc nhân cơ hội làm việc A, A tức là một cái động từ, một cái hành động trước. Thì các bạn cũng làm cái việc B, một cái hành động thứ hai và lưu ý rằng cái việc B này thì nó xuất hiện, nó nảy sinh không được dự tính trước tức là ví dụ là gì nhỉ? bắt đầu là chỉ nghĩ là đi công tác thôi nhưng mà đến đến khi mà đi công tác rồi thì mới nhân tiện đó thì bảo là ổn ừ, thôi tiện cái chuyến công tác này thì mình đi tham quan đi du lịch luôn thì như vậy cái hành động đi tham quan đi du lịch ấy, nó sẽ xuất hiện ở đằng sau của nhân khí mề và nó là một cái việc nảy sinh không dự tính trước và ở thì hiện tại các bạn sẽ có cái hành động đầu tiên cái hành động a này các bạn chỉ cần bỏ tà đi gắn nhân khi mê và cái hành động thứ hai hành động b này các bạn có thể chia theo cái đuôi câu đó là hiện tại này đằng sau có thể là thì hiện tại chia theo đuôi động từ động từ thứ hai này này có thể chia đuôi quá khứ đuôi hiện tại đuôi tương lai hoặc là đuôi mệnh lệnh đề nghị đều được ở cái thì quá khứ tức là khi nói về cái thực tế quá khứ cái hành động quá khứ đã được hoàn thành ấy thì các bạn sẽ sử dụng với động từ đó bỏ tà đi gắn với ưng hoặc là niên khi mê ưn khi mà cái động từ a này này cái hành động a này nó kết thúc là một cái gốc từ nó có phụ âm dưới có bát chim và nun các bạn sẽ có niên khi khi mà động từ đó nó kết thúc bằng một nguyên âm ví dụ kata nó kết thúc bằng nguyên âm a thì các bạn sẽ có kata tả bỏ tà đi gắn niên khi sẽ là kan khi còn ví dụ như là động từ mọc tà nó kết thúc bằng một phụ âm Thì các bạn sẽ có mọc tà này các bạn bỏ tà đi Gắn với ưn kì mề sẽ là bó cưng kì mề Ví dụ là nhân tiện ăn cơm cuộn thì tôi cũng ăn miếng trộn nữa Ví dụ thế và khi mà dịch ra nghĩa tiếng Việt thì các bạn có thể dịch là gì nhỉ? Nhân tiện, hoặc là tiện thể, hoặc là nhân thể, hoặc là tiện đây, vân vân Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp thành những cái câu hoàn chỉnh Và các bạn lưu ý rằng khi học đến câu nào chúng ta cố gắng học thuộc câu đó 중국에 출장 간 김에 여행도 했어 중국에 출장 간 김에 여행도 했어 Tôi đi công tác Trung Quốc, tiện thể cũng đã đi du lịch luôn Các bạn có ở đây Chuyên trang ca tả, chuyên trang ca tả là đi công tác Thế thì Trung Quốc kế Trung Trang Kha là đi công tác đến Trung Quốc Và các bạn có Gió Heng Ha tả Gió Heng Ha tả có nghĩa là đi du lịch Du lịch Thế thì ở đây Gió Heng Tu Hết so Cái từ Tu nó gắn sau danh từ Gió Heng chuyến du lịch Mà nghĩa là gì nhỉ? Du lịch thì tôi cũng Hết so cũng đã đi luôn rồi Ở đây các bạn có Tiện thể đi công tác thì các bạn sẽ có chuyên trang ka tả bỏ tả đi gắn niên kí mê sau gốc của động từ ở đây người nói đã sử dụng với niên khí mà không phải là nên khí mẹ đó là bởi vì sao đó là bởi vì là gì nhỉ cái việc đi công tác này đã xảy ra rồi đã đi rồi cho nên là người ta sử dụng với niên khí sau gốc của kata trung quốc에 출장 간 김에 여행도 했어 중국에 출장 간 김에 여행도 했어 hoặc là 했어요 Tôi đi công tác Trung Quốc tiện thể thì tôi cũng đã đi du lịch luôn. Tức là kể lại trần thuật lại. Tiếp theo mình lưu ý cho các bạn, đó là các bạn cũng có thể sử dụng với cái dạng là 중국에 출장 가는 김에 여행도 cô hiểu Trung 출장 가는 김에 여행도 cô hiểu Nhân tiện đi công tác Trung Quốc tôi cũng định đi du lịch thì các bạn có ở đây ở đây thì chuyển sang KATA là đi công tác ở đây người nói không sử dụng niên nữa mà sử dụng với NIN KIME nó thể hiện rằng cái hành động đi đi công tác này nó đang diễn ra ở thì hiện tại có thể là sắp diễn ra hoặc là có thể là đang được diễn ra và YO HEN HATA mang nghĩa là đi du lịch thế thì YO HEN TU là cũng các bạn có cái cấu trúc YO CO mang nghĩa là định thể hiện cái ý định dự định HAREO ku hiểu có nghĩa là cũng định đi YO HEN đi du lịch Thế thì ở đây cái cách sử dụng với nân khí mề nó diễn tả là cái hành động này ở thì hiện tại tiếp theo một cái ví dụ nữa chung cuke chuyên sang khả năng khímế gió hình to hết storeương chuyên sang khảân khí mẹ gió hình to hết nhân tiện đi công tác Trung Quốc tôi cũng đã đi du lịch như vậy Các bạn thấy rằng ở đây nhé một cái vế đằng trước ở câu trên này thể hiện cái ý định dự định nó chưa xảy ra còn đây là gì nhỉ gió hen tu hết so mà nghĩa là đã đi du lịch còn ở cái vế này nó vẫn y như nhau vẫn là nân ký mề thế thì nó sẽ khác nhau như thế nào khác nhau đó là ở cái câu này thì Chương cư kê chuyên trang khá nân ký mề khi mà dựng với nâng khí mề và theo sau là một cái đuôi quá khứ hết so như thế này Thì các bạn hiểu là hiện tại thì tôi đang đi công tác Tôi vẫn đang trong quá trình đi công tác nhưng tôi đã kịp đi du lịch Như vậy nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào các bạn chia đuôi câu như thế nào Ở cái vị trí này Yo heng tu hiểu Mang nghĩa là gì nhỉ? Tôi định, tôi đang có dự định Và cái việc mà đi du lịch thì nó chưa xảy ra Còn ở đây thì Yo heng tu hết sọt Mang nghĩa là đã đi du lịch rồi Trong cấu trúc ấy, chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi là ý nghĩa cái thời điểm xảy ra của hành động nó đã khác nhau rồi nên các bạn hết sức chú ý.

che số rư thái rau thế thì các bạn có là gì Chá la chú gì nghĩa là gì nhỉ? làm ơn thái giúp tôi hoặc là làm ơn cắt giúp tôi che số tú có nghĩa là rau cũng Chá la chú cũng cắt giúp tôi đi thế thì các bạn có là gì nhỉ? nhân tiện thái thịt thì thái cả rau luôn đi đây là một câu đề nghị câu yêu cầu câu nhiều vả thì các bạn thấy rằng nó là ở cái thì hiện tại các bạn sẽ có chá rư tả 이건 띠 타이디가 쓸 거. 자르다. 먹다리. 앉는 김에. 사고 놀듯. 고기를 자르는 김에. 제소도 잘라 주세요. 띠타이가 앉아 얼른 숙더리. 립테에제 집을 청소하는 김에. 정원도 청소했어요. 제 집을 청소하는 김에. 정원도 청소했어요. tiện dọn nhà tôi cũng dọn luôn sân vườn chê chip có nghĩa là nhỉ cái nhà của tôi ấy, bạn có thể lược bỏ đi cũng được chỉ bên trong số nên mê nguồn tu trong xu hết tiện đang dọn nhà thì tôi cũng đã dọn luôn cả sân vườn rồi các bạn có ở đây chỉ bên trong xô hà tả có nghĩa là dọn nhà còn trong nguồn có nghĩa là sân vườn vườn trong nguồn đấy trong hà tả dọn vườn dọn sân vườn thế thì các bạn có ở đây người nói sử dụng với nân kì mề tức là ở cái thì hiện tại ở cái thì hiện tại động từ đằng trước ấy, khi mà gắn khi mà chia thì hiện tại thì các bạn không cần quan tâm là cái động từ đó kết thúc bằng phụ âm hay nguyên âm các bạn chỉ cần bỏ tà và gắn với nân kì mề các bạn bảo là nhiều bạn sẽ ngạc nhiên bảo là ôi cô ơi tại sao ở đây thì hiện tại mà ở đây lại chia thì quá khứ thì các bạn hiểu là nhá cái việc mà dọn nhà ấy nó đang được diễn ra ngay cả khi mà các bạn dọn sân vườn rồi, dọn xong rồi, đã hoàn thành cái việc dọn sân vườn rồi Thì cái việc dọn nhà nó vẫn đang được diễn ra Tức là nó vẫn chưa kết thúc Thì các bạn sẽ chia ở đây Ở đến cái vị trí động từ đầu tiên các bạn sẽ gắn với nâng khí Và đằng sau các bạn vẫn chia theo đuôi quá khứ bình thường như vậy khi các bạn nói là gì nhỉ? 집을 청소하는 김에 정원도 청소했어요. Thì các bạn hiểu là tiện dọn nhà tôi cũng dọn luôn sân vườn. Thì chúng ta hiểu cái việc dọn nhà này, nó vẫn đang được diễn ra còn cái việc mà dọn sân vườn ấy thì nó đã thì nó đã được hoàn thành rồi ở đây thì cái vị trí đằng sau này các bạn có thể sử dụng rất là nhiều đuôi câu khác nhau ví dụ quả nó là gì nhỉ tiện dọn nhà thì tôi cũng cũng sẽ dọn luôn sân vườn sân vườn có thể là gì nhỉ trong nguồn tú trong số hay còi yếu hoặc là trong số hai rồi hoặc là gì nhỉ tiện dọn nhà tôi cũng định dọn luôn sân vườn tức là thể hiện ý định ý định thôi chứ chưa thực hiện thì các bạn sử dụng với là trong nguồn tú trong số ha đều cô hiểu đều được rất là nhiều đuôi câu các bạn có thể sử dụng ở vị trí này hoặc là gì nhỉ tiện dọn nhà thì nếu không có từ chê ở đây các bạn sẽ nói là gì nhỉ tiện dọn nhà thì bạn cũng hãy dọn luôn sân vườn đi thì sẽ nói như sau ví dụ là phương sĩ bên trong số hai mê tú trong số hai hãy dọn luôn sân vườn đi khi mà mình chia sẻ với các bạn chỉ là một câu thôi nhưng các bạn có thể linh hoạt các bạn thay đổi nhiều những cái cách chia đuôi câu khác nhau ở những vị trí dưới này này hoặc là các bạn có thể thay thế bằng nhiều những cái động từ khác ví dụ là gì nhỉ? tiện dọn nhà thì cũng dọn luôn cả nhà vệ sinh đi hoặc là tiện dọn phòng bằng ấy trong do an kỳ mệ hoa trang xin tú chóng du ha tiện dọn phòng của bạn ấy thì cũng dọn luôn cả cái nhà vệ sinh đi Tiếp theo. 김밥을 만드는 김에 비빔밥을 만들었어요. 김밥을 만드는 김에 비빔밥을 만들었어요. 김밥, 김밥, 꺼낼라 그냥 꽃, 비빔밥, 비빔밥, 꺼낼라 그냥 끔 초. 네, 김밥, 꺼낼라 끔 꽃, 네, 만들다. 김밥을 만들다, 꺼낼라 랑끔 꽃, 비빔밥. có nghĩa là cơm trộn mán tư linh tà nghĩa là làm thế thì nhân tiện làm cơm cuộn thì tôi cũng làm luôn cơm trộn thì các bạn sẽ có ở đây mán tư linh lưu ý rằng cả trường hợp đặc biệt với phụ âm là real thì trường hợp này các bạn bỏ real đi chỉ còn là mán tư và các bạn khi mà nói ở cái hiện tại nhân tiện tôi đang làm cơm cuộn ấy, thì tôi cũng đã làm luôn cái món cơm trộn rồi theo bạn gắn với nân khí mê sau các cổ động từ kim pháp 김밥을 만드는 김에 비빔밥을 만들었어요. 오랜만에 만난 김에 같이 커피 한잔 할까요? 오랜에 만난 김에 같이 커피 한잔 할까요? 오랜만에, có nghĩa là Manata động từ mang nghĩa là gặp Còn Kopi han san mà nghĩa là làm một ly cà phê Kachi là cùng, cùng nhau Real cái gắn sau gốc của động từ Một đuôi câu dùng để rủ dê họ ý kiến Kopi han hay cái Muốn làm một ly cà phê không? Hoặc là muốn uống một ly cà phê không? Ở đây không sử dụng với Masita Masita cũng được hoặc là gọi sử dụng ha tả mà nghĩa là làm muốn làm một ly cà phê không hoặc là han hay kéo làm một ly rượu không các bạn có ở đây Na tả mà nghĩa là gặp ở đây thì không sử dụng với nien kime mà sử dụng với nien kime bởi vì cái hành động man tả cái hành động các bạn gặp nhau ấy nó đã xảy ra rồi gặp đang gặp nhau rồi đang ngồi đây gặp nhau và các bạn Nói là gì nhỉ? Nhân tiện lâu lắm rồi mới gặp nhau Thì chúng ta là một ly cà phê không? Thì các bạn sẽ gắn với niên kì mê Và các bạn tiếp theo động từ đằng sau Có thể dùng để hỏi ý kiến Khăn chai hê cái là một ly không? Ô rê mà nê mà nan kì mê chi Tiếp theo Mà nà ôn kì mê chắc 가만 쓸까. 저하고 같이 한국어 배우러 다닐 단일래요문니등딩 하면 되고. 저하고 같이 한국어 배우러 다닐래요. 좋아요. 말 나온 김에 내일부터 시작해요. 좋아요. 말 나온 김에 내일부터 시작해요. 됐다. 네. nhân tiện cậu đã nói ra thì bắt đầu từ mai nhé các bạn sẽ có chó hao cụ trò là tớ mình em hao cụ với cả chị cùng chó hao cụ cả chị có nghĩa là gì nhỉ cùng với tớ thì hăn của co tả mang nghĩa là học tiếng hàn thá tả động từ mang nghĩa là đi đi lại lại Thì hiện cái sự thường xuyên đều đặn cái đôi riêu léo đôi câu hỏi tức là gì nhỉ có muốn đi để ro mang nghĩa là để có muốn đi để học tiếng Hàn cùng với tớ không? Hoặc là Muốn đi học tiếng Hàn với tớ không? ai ô, được 말 nào 김에 Nhân tiện cậu đã mở lời hoặc là nhân tiện cậu đã nói ra thì Nail bù thọ từ ngày mai 시작해요 chắc khéo Chúng ta bắt đầu 시작해요 chắc là bắt đầu Các bạn có từ 말 nào tả Mà nghĩa là mở lời Nói ra, cất lời còn có từ mal mà nghĩa là lời nói Nao ta, mà nghĩa là ra, thoát ra, mở ra đấy Si chắc là bắt đầu Thế thì nhân tiện cậu đã nói ra ấy Tức là cái việc tại sao đây lại gắn với niên kỳ mề Bởi vì cái cái vế đằng trước này, cái nhân vật này đã nói ra rồi mà Người này đã nói là gì nhỉ? Cháu hau cô khả hăng cô co bèo Cái người này đã nói như thế, đã hỏi như thế Thì các bạn sẽ nói ra người ta đã nói rồi thì các bạn sẽ gắn với niên khí mẹ bởi vì nhân tiện cậu đã nói ra thì cái 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 việc mà các bạn nói là đã nói ra ấy thì các bạn sẽ có nào tà các bạn bỏ tà đi gắn niên kỳ mẹ mal nào kỳ nhân tiện cậu đã nói ra thì nail bù thọ từ ngày mai xin chắc kheo bắt đầu nhé nữa 파마하는 김에 염색도 하고 싶어요. 파마하는 김에 염색도 하고 싶어요. Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi muốn uốn tóc, tiện thể nhuộm tóc luôn. Cái này các bạn có thể nói theo hai cái câu như sau đều đúng. 파마하고 <laughs> 싶어요. Tôi muốn nhuộm, tôi muốn uốn tóc. Các bạn có từ 파마하다 <laughs> là uốn tóc. Còn tiếp theo là gì nhỉ? 하는 김에 염색도 해요. Tiện thể nhuộm tóc luôn. Hoặc các bạn nói là Pama hanun kime e hago sipoyo. Ở đây cái từ hada chính là nó thay thế cho cái cụ pama hada. Câu trên các bạn sẽ dịch là gì nhỉ? Tôi muốn uốn tóc. Tiện đó thì tôi cũng muốn nhuộm tóc. Còn câu dưới sẽ là gì nhỉ? Nhân tiện hoặc là tiện thể uốn tóc thì tôi cũng muốn nhuộm tóc luôn. Các bạn nói theo cách nào cũng được. Nó xem như xem nhau về mặt ý nghĩa chúng ta có pamahata là uốn yom nhóm yom sekhata mang nghĩa là nhuộm thế thì các bạn sẽ có là nhân tiện tiện thể uốn tóc thì các bạn sẽ có pamahata bỏ tà đi và nên kime đuôi thì hiện tại pamahanen kime nhân tiện uốn tóc thì yom sek tu nhuộm tóc thì cũng hago shippoyo tôi cũng muốn nhuộm luôn các bạn có thể nói là 파마하고 싶어요. 참 파마하는 김에 염색도 해요. 또 ô i m u n h â n tiện uốn t 하타라도 được, k h ô 파마 하다 nữa. 파마하는 김에 염색도 하고 싶어요. Tiếp theo chúng ta có 나온 김에 우리 쇼핑하러 갈까? 나온 김에 우리 쇼핑하러 갈까? Nhân tiện đã nói đến bạn có muốn đi mua sắm không? Ví dụ có thể nói là gì nhỉ? Ừ, um, ôi hôm qua nhá Tớ rất là thích đi mua sắm ấy Ở đó tớ thấy một cái váy rất là đẹp Tớ đã muốn đi lắm rồi ấy, mà hôm qua bận quá Thế thì cái bạn này nghe thế thì bảo là gì nhỉ? Oh, mal mal naon kime uri shopping haro galka? Ồ, nhân tiện cậu đã nói đến hoặc là nhân tiện cậu đã nói ra như thế thì bây giờ chúng ta đi mua sắm không hoặc là bạn có muốn đi mua sắm không? Các bạn sẽ có mal nauta là nói ra nói đến còn shopping haro kata là đi để mua sắm các bạn có cấu trúc động từ gắn với ro hoặc là uro ừ, tà u tà gì gì đó động từ đằng sau chỉ sự di chuyển đi lại lại gắn với từ ro đằng trước mang nghĩa là đi đâu đó để làm một cái gì đó thế thì shopping haro tà mang nghĩa là đi để mua sắm thế thì nhân tiện bạn đã nói đến hoặc là bạn đã nói ra thì các bạn sẽ có ở đây các bạn bởi vì là cái việc nói là đã nói rồi đã xảy ra rồi nên các bạn không gắn với nân mệt mà sẽ gắn với nîn kime sau gốc của nào tà sẽ là naon kime naon kime mai naon kime nhân tiện bạn đã nói đến thì uri chúng ta bọn mình shopping haro 갈까? có muốn đi mua sắm không hoặc là bọn mình đi mua sắm nha các bạn có thể dịch thế nào cũng được có thể nói là nhân tiện đã nói đến thì bọn mình đi mua sắm nhé hoặc là bọn mình đi mua sắm không hoặc là cậu có muốn đi mua sắm với mình không kiểu kiểu như vậy 지나는 김에 너의 집에 들려. 지나는 김에 너의 집에 들려. Tiện đi qua nên từ ghé thăm nhà cậu. Các bạn có China qua hoặc là đi qua cũng có thể dùng với China khá đi qua. Động từ thứ hai là chỉ thứ ly ta chỉ thứ mang nghĩa là ghé vào nhà. Thứ ly ta mang nghĩa là ghé ghé qua ghé thăm. Ví dụ là trên đường từ công ty về nhà thì tôi ghé vào chợ Hoặc là trên đường tôi nhà đến trường Thì tôi ghé vào quán game Thì bạn có từ Thư ly tả Mà nghĩa là ghé mua mô ế Thư tả Mà nghĩa là ghé vào đâu đó Ví dụ là Ưn hàng ấy -e", Thư tả Ghé vào ngân hàng Chi tăng ế -e", Thư tả Ghé vào chợ Thì các bạn sẽ có ở đây Chi tả Ở đây người nào đã sử dụng với cái đuôi Ở thì hiện tại Trần thuật thì hiện tại bạn có chi tả Bỏ tà gắn Ninh khí mệ 지나는 김에 퇴근이 과라너의 đi 집에 들어, 니더게 탐야. 고 뜻해요. 하리는 머리를 감는 김에 세수를 해요. 하리는 머리를 감는 김에 세수를 해요. 하리고 라우 퇴체, 류얼 맛로. 캐행동, 주 đích đ ầ 머리를 감다 tà thôi gội đầu thôi tuy nhiên thì phát sinh ra tiện thể đó thì 세수를 ha tà rửa mặt thế thì các bạn có 감다 động từ 감다 bỏ tà đi cả nân kìm mê hari nân bodyer cắm nân kìm mê hoặc là gì nhỉ dụ là <hari>, hari hari ơi gội đầu xong rồi tiện thể rửa mặt luôn đi mẹ nói là gì nhỉ hari haria <hari> <hari> 머리를 감는 김에 세수를 해. Hoặc là seasonal hết à Gội đầu rồi, tiện thể rửa mặt luôn đi nha Có thể sử dụng với đuôi câu đề nghị mệnh lệnh đằng sau Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp ráp Cách nói nhân thể hoặc là tiện thể Hoặc là nhân tiện Bây giờ chuyển sang phần nhón súp luyện tập Các bạn hãy dịch sang tiếng Việt các câu sau Dịch sang tiếng Việt thì bao giờ cũng dễ hơn Là việc mà các bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn đúng không? Tuy nhiên thì ngoài cái phần bài tập này các bạn hãy tự lấy thêm các ví dụ khác và có thể để lại cái phần bình luận dưới video này nhé. 여기까지 온 김에 친구를 만나야겠어요. 여기까지 온 김에 친구를 만나야겠어요. Cái <laughs> cấu trúc a, a o ho, hoặc là ya o a hoặc là he mình đã chia sẻ rồi các bạn có thể tìm xem lại cái ngữ pháp này trong series giáp câu 네, 방 소리를 하는 김에 화장실도 고쳤어요. 4번, 과일을 사러 슈퍼에 간 김에 아침에 먹을 빵도 샀어요. 과일을 사러 슈퍼에 간 김에 아침에 먹을 빵도 샀어요. 4번, 시장 가는 김에 신문 좀 사주세요. 시장 가는 김에 신문 좀 사주세요. 뭔 câu? Các bạn hãy dịch sang tiếng Việt và để lại phần bình luận dưới video này nhé. Mình sẽ xem và sửa cho các bạn. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Mình nhắc lại một lần nữa. Rất là mong muốn các bạn khi mà các bạn xem video. Nếu video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like và nhấn chia sẻ video này nhé. Và nếu không thể nhấn chia sẻ thì ít nhất các bạn cũng có thể nhấn like video này giúp mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. chào Robin, khám xâm đi đó, tu mà nèo.